Thanh Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Nữ chủ quán bị cướp tấn công bằng nhiều nhát dao để cướp tài sản. Thấy nữ chủ quán đeo nhiều vàng, tên cướp đã vào khống chế để cướp tài sản. Tuy nhiên, nạn nhân chống trả, tên cướp đã đâm nhiều nhát trước khi tẩu thoát. Cụ thể vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 25 tháng 1, Bà NTB, 48 tuổi, chủ quán ăn lưu luyến ở thị trấn Tân Thạnh đang trông coi quán một mình. Lúc này, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi bộ vào quán rồi dùng dao khống chế chủ quán để cướp tài sản. Bất ngờ, nữ chủ quán chống trả và lai lớn, tên cướp đã cầm dao đâm chủ quán nhiều nhát rồi cướp lấy xe máy cùng một điện thoại di động của nạn nhân tẩu thoát. Phát hiện sự việc người dân tiến hành truy hô và báo lực lượng công an truy đuổi bắt giữ nghi phạm. Danh tính nghi phạm đã được xác định là Huỳnh Minh Trí, 31 tuổi, thị xã, Kiến Tường, Long An. Theo thông tin từ Bệnh viện huyện Tân Thạnh, chị B nhập viện vào lúc 15 giờ 30 phút trong tình trạng tỉnh táo với gần 20 vết thương trên ngực, bụng, cổ, gây mất máu. Sau khi sơ cấp cứu ban đầu, chị B đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu. Tối ngày 25 tháng 1, lực lượng công an huyện Tân Thạnh Long An đã tạm giữ nghi phạm cướp tài sản, đâm nhiều nhát nữ chủ quán ở thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh để điều tra làm rõ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.